Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Lâm Chánh Khang 2 tuổi đã tập tành selfie làm đẹp cùng mẹ. Vào tháng 8/2021, Lâm Chánh Khang từng khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định công khai danh tính con gái sau một thời gian dài giấu kín. Từ sau đó, cô bé liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội cũng như kênh YouTube riêng của bà. Con gái nam ca sĩ ngày một dễ thương, lém lỉnh và hồn nhiên đúng lứa tuổi. Thông tin Lâm Chánh Khang công khai con gái khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cô bé liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội và kênh YouTube riêng của bà. Bé Tina Bùi là trái ngọt cho cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc giữa Lâm Chánh Khang và vợ Kim Jun Si. So với những hình ảnh lúc Lâm Chánh Khang mới công khai con, bé Tina càng lớn càng có nhiều nét xinh xắn, được thừa hưởng từ gen trội của cả ba và mẹ. Điển hình trong số đó chính là làn da trắng và đôi mắt to tròn, đen láy. Bé Tina Bùi ngày càng có nhiều nét xinh xắn, thừa hưởng từ ba và mẹ. Cô bé có đôi mắt to tròn, đen láy cùng làn da trắng. Càng lớn, bé Tina cũng bộc lộ nhiều nét tính cách rõ ràng hơn trước. Đặc biệt, con gái Lâm Chánh Khang thích tìm tòi, khám phá những thứ mới lạ mà bé thấy được ở xung quanh mình. Con gái Lâm Chánh Khang thích tìm tòi, khám phá mọi thứ. Tuy còn khá nhỏ tuổi, nhưng con gái Lâm Chánh Khang đã sử dụng thành thạo những thao tác cơ bản trên điện thoại. Cô bé còn biết selfie và quay video bằng điện thoại của ba mẹ. Dù hình ảnh còn nhiều chuệch choạc, nhưng không ít khán giả ngợi khen vì tính tò mò khám phá mọi thứ từ bé của Tina. Con gái Lâm Chánh Khang sử dụng thành thạo nhiều thao tác trên điện thoại dù còn nhỏ. Cô bé biết selfie và quay video bằng điện thoại của ba mẹ. Dù chỉ mới 2 tuổi nhưng bé Tina đã biết đòi mẹ làm điệu. Con gái Lâm Chánh Khang được mẹ sơn móng tay. Khoảnh khắc này của hai mẹ con đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả bởi sự dễ thương và tình cảm. Bé Tina còn được mẹ sơn móng tay làm điệu. Khoảnh khắc đáng yêu bé Tina ngồi im lặng đợi dán móng tay. Không chỉ gần gũi với mẹ, bé Tina còn rất quấn ba. Trong những hình ảnh được Lâm Chánh Khang đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy bé Tina thường xuyên có những hành động thân thiết, tình cảm với ba. Giọng ca một người một suy nghĩ, hẳn sẽ rất tự hào vì có cô con gái luôn quấn quýt và yêu thương mình. Bé Tina rất thân thiết với ba Lâm Chánh Khang. Cô bé ôm chầm lấy ba kể cả những lúc nam ca sĩ đang lái xe. Bé Tina quấn quýt trong cả thời gian ba Lâm Chánh Khang đang làm việc. Nam ca sĩ thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh bên ái nữ. Những hình ảnh về bé Tina luôn thu hút lượng tương tác rất cao từ mọi người bởi sự dễ thương, ngô nghê của cô nhóc tuổi lên 2. Nhóc Tia chào đời đã mang đến nhiều tiếng cười cho gia đình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.